Bảo hiểm xe máy bắt buộc, tại sao phải mua, quyền lợi được hưởng thế nào? Bảo hiểm xe máy bắt buộc hay còn gọi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi tham gia giao thông. Sau đây là chi tiết những vấn đề liên quan đến bảo hiểm bắt buộc, khi tham gia giao thông có bắt buộc phải mang bảo hiểm xe máy không? Căn cứ điều 58 luật giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại điều 59 của luật này, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại điều 55 của luật này, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mặt khác, bảo hiểm xe máy là tên thường gọi của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe cơ giới, ô tô, xe máy phải có khi tham gia giao thông, điều 6 nghị định 03/2021 nghị định chính phủ. Chính vì vậy, bảo hiểm xe máy là loại bảo hiểm mà chủ xe cơ giới bắt buộc phải mua, phải mang theo khi tham gia giao thông. Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc theo quy định hiện nay, trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, đối với trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc mất chức năng hành vi dân sự theo quyết định của tòa án doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị hại từ đó có thể hiểu đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên thứ ba tức bên bị thiệt hại do tai nạn mà chủ xe cơ giới gây ra có thể sử dụng bảo hiểm xe máy bản điện tử thay cho bản giấy không trường hợp cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 điều 6 Nghị định 03/2021 Nghị định chính phủ. Tại khoản 3 điều 18 Nghị định 03/2021 Nghị định chính phủ quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Cụ thể, luôn mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực, bản cứng hoặc bản điện tử khi tham gia giao thông xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, người tham gia giao thông có thể sử dụng bảo hiểm xe máy bắt buộc bản điện tử và xuất trình bảo hiểm xe máy bắt buộc bản điện tử cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu thay cho bảo hiểm xe máy bắt buộc bằng giấy. Định mức chi trả bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy theo thông tư 04 kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe tính mạng con người do xe cơ giới gây ra là 150 triệu Việt Nam đồng, một người, một vụ tai nạn. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản cho một vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của người được bảo hiểm. Tuy nhiên, không được vượt quá mức trách nhiệm của bảo hiểm do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn do xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo. Xe máy chuyên dụng theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy, đối với xe máy từ 50 phân khối trở xuống, xe máy điện, 60.000 Việt Nam dòng, 1 năm. Đối với xe máy trên 50 phân khối, 66.000 đồng, 1 năm. Đối với mô tô ba bánh, 290 000 một, một năm, đối với ô tô, theo quy định tại phụ lục 05 thông tư 22 2016 TTBTC của Bộ Tài chính. Giao động từ 437.000 đến 1.825.000 đồng đối với xe không kinh doanh vận tải, bên cạnh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với ô tô, xe máy, trên thị trường còn có thêm loại hình bảo hiểm khác song hành là bảo hiểm ô tô, xe máy tự nguyện.